Lộ list 310 sâu diễn của Hồ Văn Cường, giá cắt xê siêu bèo Chuyện về Hồ Văn Cường từ nhiều năm trước bất ngờ được tiết lộ, còn úp mở có ẩn khúc. Bị giáo gọi giữa scandal của Hồ Văn Cường, Phương Mỹ Chi làm gì mà được khen xinh đẹp, hát hay nên ngày càng đắt sâu. Hồ Văn Cường tiếp tục bị phía Phi Nhung tố khôn lanh, trả treo, toàn tính. Quý vị đang đến với tin tức cập nhật trên kênh Tin Tức Việt. Những tin tức nóng hổi nổi bật nhất trong ngày sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Lộ list 310 sâu diễn của Hồ Văn Cường, giá cắt xê siêu bèo. Mạng xã hội đang lan truyền list sâu diễn của Hồ Văn Cường trong suốt 5 năm qua có con số lên tới 310 sâu. Giữ đúng lời hứa vào chiều qua, quản lý cố ca sĩ Phi Nhung đã trao lại toàn bộ tiền và giải quyết ồn ào cắt xe với Hồ Văn Cường tại buổi trao tiền có sự chứng kiến của những người trong gia đình, bố mẹ Hồ Văn Cường. Sau tất cả, quản lý thay mặt nữ ca sĩ quá cố tặng thêm số tiền 500 triệu đồng để Hồ Văn Cường ổn định cuộc sống về sau. Sau lời chia sẻ của cố ca sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường cũng có bài đăng giải trên trang cá nhân với nội dung gửi lời xin lỗi và xác nhận đã nhận đủ số tiền cát xê trong 5 năm qua. Hồ Văn Cường cùng bố mẹ đều có mặt để nhận số tiền từ quản lý cố ca sĩ Phi Nhung. Hồ Văn Cường cũng tâm tình rằng anh sẽ không bao giờ quên công ơn của mẹ nuôi Phi Nhung và tin rằng ở phương xa, nữ nghệ sĩ quá cố sẽ hiểu tấm lòng của anh. Đáng chú ý trong bài đăng dài của Hồ Văn Cường, dù nhắc tới việc nhận đủ tiền cát-xê trong 5 năm qua, nhưng nam ca sĩ không nói rõ việc đã nhận số tiền là bao nhiêu. Cụ thể Hồ Văn Cường nêu rõ: "Hôm nay con đã nhận được tiền cát-xê 5 năm qua nên con mong mọi lùm xùm sẽ chấm dứt ở đây." Đồng thời, mẹ Hồ Văn Cường lên tiếng mong cộng đồng mạng đừng dùng những lời lẽ tiêu cực để tấn công gia đình. Bà cũng đã đại diện con nhận sổ tiết kiệm này. Mặt khác, trong thỏa thuận giữa cố nghệ sĩ Phi Nhung và gia đình Hồ Văn Cường, ở phần công ty trao tiền đã bỏ trống cũng như chỉ ghi số tiền 500 triệu ở danh mục mẹ Phi Nhung cho thêm Hồ Văn Cường như thông tin đã đưa ra. Ở danh mục tổng cộng, phần này bị bỏ trống. Điều này làm netizen vô cùng thắc mắc về số tiền cát xây mà Hồ Văn Cường thực sự nhận được. Trả lời thắc mắc này, phía cố ca sĩ Phi Nhung đưa ra lý do rằng không tiết lộ số tiền tổng là do mong muốn của gia đình. Ngay lập tức trên mạng xã hội lan truyền sâu diễn của Hồ Văn Cường trong suốt 5 năm qua với con số lên đến 310 sâu kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2016 cho đến ngày 5 tháng 2 năm 2021. Các đêm diễn của Hồ Văn Cường nằm trong sâu âm nhạc, truyền hình thực tế, các buổi lễ khai giảng, tiệc sinh nhật cá nhân, các sự kiện khai trương, đêm nhạc từ thiện ở các chùa và các máy ấm. Dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến công kích phía Phi Nhung đã nổ ra. Thậm chí Phương Mỹ Chi cũng bị déo tên vào cuộc để so sánh với Hồ Văn Cường. Hiện tính xác thực của bảng danh sách trên vẫn chưa được khẳng định. Vụ việc đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người đã để lại bình luận. Chậm lương một tuần, các ông các bà còn dễ nảy lên nữa là ăn chặn 5 năm. Hát nhiều vậy mà kêu cho thêm 500 triệu. Nhẹ nhẹ mỗi sâu 20 triệu là phải hơn 6 tỷ rồi. Tôi nhìn mà muốn hoa con mắt, đi bắt nạt một đứa trẻ bằng nửa tuổi mình. Chỗ này tính rẻ mỗi sâu 10-20 triệu đi thì hai năm không đi hát vẫn thừa khối tiền. Một người khác bình luận. Thách quản lý dám đăng số cụ thể đấy còn không cho công khai. Con nuôi gì không khác con trâu đi cày tiền. Lịch diễn còn dày hơn số ngày tôi đi làm. Một người khác bình luận gay gắt. Bảo ăn chặn tiền của thằng nhóc thì dãy đành đạch. Lần đầu tiên tôi thấy tiền mình làm ra chỉ lấy lại thôi mà cũng bị chửi, Hát muốn lòi họng mà nói tặng 500 triệu á bà ơi. Trả bao nhiêu phần trăm công sức thằng bé làm ra vậy? 5 năm chạy tới 310 sâu lận nha. Xem hết danh sách 310 sâu diễn mà Hồ Văn Cường đã nhận, nhiều khán giả bình luận rằng quán quân Việt Nam Idol Kids không phải ế sâu như lời đồn đoán trước đó. Thêm nữa số tiền 500 triệu mà phía Phi Nhung tặng kèm là công sức đi hát mà Hồ Văn Cường xứng đáng được nhận. Tuy nhiên, những chỉ trích về số tiền 500 triệu này có phần hơi sai. 500 triệu được trao vào chiều ngày 11 tháng 10 là tiền Phi Nhung tặng thêm, còn các hát thực sự của Hồ Văn Cường vẫn được giữ kín. Con số 500 triệu này hoàn toàn không phải tổng số các C mà Hồ Văn Cường có được trong 5 năm. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Chuyện về Hồ Văn Cường từ nhiều năm trước bất ngờ được tiết lộ, còn úp mở có ẩn khúc một thành viên trong ban tổ chức chương trình Việt Nam Idol Kids cho biết lúc mới tham gia sâu Hồ Văn Cường đã được nhiều người ngỏ ý tài trợ cho ăn học. Sau khi Hồ Văn Cường chính thức nhận tiền từ quản lý diễn phạm, mạng xã hội lại dậy sóng vì những chia sẻ đến từ thành viên của ban tổ chức chương trình Việt Nam Idol Kids. Theo đó, người này cho rằng thời điểm tham gia Việt Nam Idol Kids thì Hồ Văn Cường đã rất hot, có rất nhiều người muốn tài trợ cho em ăn học đến lớn. Cô mong những ai đang chỉ trích, hãy để em được yên, sống đứng với lứa tuổi của mình. Bởi còn rất nhiều chuyện ẩn khuất bên trong nhưng ban tổ chức không thể thay Hồ Văn Cường lên tiếng được, người này cho biết. Cụ thể, nguyên văn lời chia sẻ của thành viên trong ban tổ chức Việt Nam Idol Kids như sau. Hồi đó nhà Cường rất khó khăn, đi thi muốn tìm em phải gọi nhờ người nhắn giúp. Lên thi hai mẹ con ngồi một góc nhìn rất thương, hiểu hoàn cảnh của em nên mình đề nghị công ty hỗ trợ chi phí đi lại cho hai mẹ con đến khi vào vòng trong. Lọt vào vòng trong, Cường vẫn giữ thái độ rụt rè nhút nhát nhưng rất siêng luyện hát và nghe lời ngoan ngoãn. Dĩ nhiên chi phí đi lại ăn ở do công ty lo. Khi vào vòng trong, em đã thu hút rất nhiều khán giả vì giọng hát cũng như hoàn cảnh của mình. Nói thật lúc ấy, ai không nghĩ em nằm trong top 5. Lúc ấy nhiều người thấy hoàn cảnh em khó khăn đều muốn tài trợ lo cho em ăn học. Mẹ em thì khỏi nói, rất hiền. Sau khi em đạt giải, ban tổ chức cũng làm thủ tục gấp để chuyển em tiền vì biết hoàn cảnh khó khăn yêu cầu mẹ em đích thân lên ký nhận lãnh. Sau đó nghe em được trường học tài trợ học phí ai cũng vui, thấy em hoạt động giải trí nhiều cũng mừng cho em. Dù ai nói gì, tôi vẫn tin Hồ Văn Cường là đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan, có những chuyện đã qua cũng không muốn khơi dậy, hãy để cho đứa nhỏ được yên và sống với đúng lứa tuổi của nó. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Bị giáo gọi giữa scandal của Hồ Văn Cường, Phương Mỹ Chi làm gì mà được khen xinh đẹp, hát hay nên ngày càng đắt sâu. Showbiz Việt đang trao đảo bởi scandal liên quan đến Hồ Văn Cường sau khi Hồ Văn Cường nhận tiền từ Diễm Phạm, quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung. Hàng loạt cuộc tranh luận nảy lửa của netizen đã nổ ra trên mạng xã hội. Điều đáng nói là Phương Mỹ Chi, cô bạn cùng tuổi, có hoàn cảnh tương tự Hồ Văn Cường, lại bị réo gọi giữa ồn ào của con nuôi Phi Nhung. Không quan tâm đến chuyện bị nhắc tên, Phương Mỹ Chi vẫn vô tư đăng clip hát hò vui vẻ lên tài khoản TikTok cá nhân. Trong clip Phương Mỹ Chi mặc áo bà ba, trang điểm nhẹ nhàng tươi tắn rồi cầm micro hát, dù chỉ là khoảnh khắc hậu trường vui nhộn nhưng cũng thấy gió Phương Mỹ Chi khá thoải mái đáng yêu. Phương Mỹ Chi được khen vừa hát hay vừa thông minh, duyên dáng nhờ sự hoạt ngôn và hài hước mà chỉ Phương Mỹ Chi đã thu hút hơn 2,4 triệu lượt người theo dõi trên TikTok. Hồ Văn Cường là quán quân cuộc thi Việt Nam Idol Kids, còn Phương Mỹ Chi là Á quân The Voice Kids. Cả hai đều là con nhà nghèo, vượt khó vươn lên sau khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc. Nếu như Hồ Văn Cường được Phi Nhung nhận nuôi, thì Phương Mỹ Chi lại được Quang Lê nhận nuôi. Thêm một điểm chung nữa là Phi Nhung, Quang Lê đều là ca sĩ hải ngoại về Việt Nam hoạt động sau khi đã thành danh. Tuy nhiên, nếu Phương Mỹ Chi ngày càng xinh đẹp, nổi tiếng, đắt sâu, thì cuộc sống của Hồ Văn Cường lại đi theo chiều hướng ngược lại hiện tại Hồ Văn Cường đang chìm trong scandal liên quan đến Phi Nhung. Tất cả rắc rối đều xuất phát từ chuyện gia đình Hồ Văn Cường nhờ Phi Nhung giữ hộ tiền thưởng khi giành chức quán quân Việt Nam Idol Kids và tiền các xe đi diễn suốt 5 năm. Hồ Văn Cường tiếp tục bị phía Phi Nhung tố khôn lanh, trả treo, toàn tính. Mới đây, người bạn lâu năm của Phi Nhung đã gửi một bức tâm thư khá dài tới Hồ Văn Cường. Trong đó chia sẻ ẩn ý về tính cách của nam ca sĩ ngoài đời khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ người này cho biết đã quá hiểu rõ về con người của hồ văn cường và thất vọng nên lâu nay không muốn gặp mặt nam ca sĩ anh tố hồ văn cường nhiều lần gây chuyện nhưng phi nhung đều xin bạn bè mình đừng tiết lộ ra ngoài để tránh làm ảnh hưởng đến tương lai của con thậm chí người bạn của phi nhung còn tố hồ văn cường không thực sự nhút nhát rụt rè như những lần xuất hiện trước công chúng mà rất lanh lẹ đối đáp trả treo Chú và mọi người đã cố gắng dành cho con nhiều cơ hội, sẵn sàng ngồi 6 tiếng đồng hồ để phân tích, chỉ để nói một câu duy nhất mà con vẫn không làm được. Tại sao? Ở nhà con đâu có như thế, ngoài đời con đâu có như vậy, lành lẹ đối đáp và thậm chí rất là khôn lanh về mặt đối đáp trả treo. Điều này chắc chú không nói oan cho con chứ. Người bạn của Phi Nhung viết. Ngoài ra bạn của Phi Nhung còn cho biết mẹ ruột của Hồ Văn Cường có nỗi khổ, nỗi lo lắng riêng về con trai nên mới nhờ gia đình cất tiền thưởng đi, đến khi nào cần mới lấy lại cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh thông tin nhanh chính xác trung thực tin tức việt ngay sau đây mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo